tại sao hàng trăm triệu người trên thế giới thích nuôi mèo. Khoảng 46,5 triệu hộ gia đình ở Mỹ đang nuôi mèo làm thú cưng trong nhà, và mèo cũng là thú cưng phổ biến thứ hai ở nước này sau chó. Bài viết Pet Ownership Study Tích Tích 2024 trên Forbes Advisor công bố. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, CDC Mỹ, có nghiên cứu chỉ ra rằng mèo có thể hỗ trợ tinh thần, cải thiện tâm trạng và giúp chủ nuôi phấn chấn hơn. Tuy nhiên, mặc dù mèo là người bạn đồng hành tuyệt vời, người nuôi mèo nên lưu ý rằng đôi khi mèo có thể mang mầm bệnh có hại gây ra nhiều bệnh cho con người, từ nhiễm trùng da nhẹ đến các bệnh lý nghiêm trọng. Do vậy, CDC khuyên người nuôi mèo rửa tay kỹ sau khi chơi với mèo, dọn dẹp hoặc cho mèo ăn, đưa mèo đi khám thú y định kỳ và tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi nuôi. Rõ ràng là nuôi mèo có lợi nhưng cũng mang lại nguy cơ. Nhưng vì sao hàng triệu người trên thế giới vẫn thích nuôi mèo? Nuôi mèo mang lại lợi ích tinh thần. Theo tổ chức phi lợi nhuận về sức khỏe tinh thần Linh đính kèm có trụ sở ở Los Angeles, nuôi một con mèo có thể mang lại tình yêu và sự đồng hành vô điều kiện cho cuộc sống của bạn. Một người bạn mèo cũng có thể mang lại lợi ích sức khỏe, giúp giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn. Mặc dù mèo là loài động vật độc lập, thích tìm kiếm và khám phá theo cách riêng của mình, nhưng chúng cũng rất tình cảm với chủ và những người mà chúng tin tưởng. Theo bài viết Joy Joy of Owning a Cat, niềm vui khi nuôi một con mèo đăng trên link đính kèm. Hầu hết mèo đều thích cuộn tròn trong lòng bạn sau một ngày dài khi bạn xem TV hoặc đọc sách. Hành động đơn giản này có thể khiến não bạn tự động giải phóng tất cả các loại hóa chất phù hợp, cho phép bạn thư giãn vào buổi tối và quên hết buồn phiền ở thế giới bên ngoài. Tính linh hoạt cũng là một trong những nguyên nhân khiến người ta chuộng nuôi mèo, dù là nhà tu hay căn hộ nhỏ. Chủ nuôi vẫn có thể dễ dàng sống cùng mèo cưng của mình. Dù là một căn hộ trong thành phố cũng có đủ ngóc ngách khiến mèo ta miệt mài nghịch phá hàng giờ rồi. Thêm vào đó, mèo không đòi hỏi quá nhiều, đỡ được cho chủ nuôi khoảng chắc đi dạo, huấn luyện, chải lông thường xuyên. Một trong những đặc tính khiến người ta thích nuôi mèo nữa chính là chúng rất yên tĩnh. Mèo có xu hướng meo meo khi đói, nhưng bạn hiếm khi phải lo lắng về việc bị đánh thức hoặc mất tập trung khi con mèo của mình cần sự chú ý. Điều này khiến chúng trở thành thú cưng lý tưởng nếu bạn làm việc ở nhà hoặc nhà có trẻ nhỏ. Mèo cũng rất độc lập, chúng ở bên bạn khi bạn cần nhưng cũng rất giỏi trong việc tự giải trí. Thêm nữa, theo CDC Mỹ, mèo cũng được ghi nhận là có tác dụng thúc đẩy quá trình hòa nhập ở những người lớn tuổi và người khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần.